Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành nhãn giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhãn giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhãn giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành nhĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu nhĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là nhĩ giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tỷ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tỷ giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tỷ giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thiệt giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thiệt giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thiệt giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thân giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thân giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thân giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành ý giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu ý giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là ý giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành địa giới viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu địa giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là địa giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thủy hỏa phong không thức giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành vô minh viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu vô minh viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vô minh, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bố thí Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bố thí Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bố thí Ba La Mật Đa, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không nội viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp không nội viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không nội, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành chân như viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu chân như viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là chân như, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thánh đế khổ viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thánh đế khổ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thánh đế khổ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành thánh đế tập diệt đạo viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu thánh đế tập diệt đạo viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn tịnh lự viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn tịnh lự viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn tịnh lự, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn vô lượng, bốn định vô sắc viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tám giải thoát viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tám giải thoát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tám giải thoát, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn niệm trụ viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn niệm trụ viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn niệm trụ, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát công viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp môn giải thoát không viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành 10 địa Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu 10 địa Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là 10 địa Bồ Tát, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành năm loại mắt viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu năm loại mắt viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là năm loại mắt, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành sáu phép thần thông viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu sáu phép thần thông viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là sáu phép thần thông, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành 10 lực Phật viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu 10 lực Phật viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là 10 lực Phật, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện,
Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không quên mất viên mãn và chẳng viên mãn, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu pháp không quên mất viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là pháp không quên mất, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tánh luôn luôn xả viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tánh luôn luôn xả viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tánh luôn luôn xả, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành trí nhất thiết viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu trí nhất thiết viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là trí nhất thiết, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tất cả pháp môn Đà La Ni viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tất cả pháp môn Đà La Ni viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tất cả pháp môn Tam Ma Địa viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả dự lưu viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu quả dự lưu viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả dự lưu, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng hành quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả vị độc giác viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu quả vị độc giác viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả vị độc giác, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tất cả hạnh Đại Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu tất cả hạnh Đại Bồ Tát viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật, cũng chẳng hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất đặc biệt Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên thuyết các loại trước và chẳng trước tướng. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên thuyết các loại trước và chẳng trước tướng, khiến cho người học Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa các nhiễm trước, mau đạt cứu cánh. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành sắc trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành nhãn xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành sắc xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành nhãn giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành nhĩ giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tỷ giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thiệt giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thân giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành ý giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành địa giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành vô minh trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bố thí Ba La Mật Đa trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành pháp không nội trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành chân như trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành thánh đế khổ trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành bốn tịnh lự trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành tám giải thoát trước và chẳng trước tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành bốn niệm trụ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành pháp môn giải thoát không trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành mười địa bồ tát trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 290.